Em về Việt Nam mấy hôm rồi mà sao trông vẫn bơ phờ thế Không lẽ chuyến bay mệt mỏi như vậy Không phải do chuyến bay đâu chị ạ à? Do em bị mất ngủ, do thiếu máu não Khám ở bên Mỹ Bác sĩ gia đình Harry đã kê Gingo Biloba uống hàng ngày Nhưng chỉ đỡ một chút chứ không hết bệnh Đêm qua em lại mất ngủ chị ạ à? Vậy chị lấy hoạt huyết nhân nhất, nhất cho em uống nhé Hàng của Việt mà tốt hơn cả Gingo Biloba của Pháp đó em dùng hoạt huyết nhất nhất thế thế nào thuốc hoạt huyết nhất nhất hiệu quả thật chị à em ngủ ngon rồi không thể tin được chị mua giúp em năm chục hộp nữa để mang về mỹ dùng nhé Hoạt huyết nhất nhất là thuốc hoạt huyết duy nhất được kiểm chứng lâm sàng cấp Bộ Y tế. Đây là nghiên cứu lâm sàng rất uy tín, kéo dài 2 năm trên 706 bệnh nhân so sánh hoạt huyết nhất nhất với hoạt chất Ginkgo Biloba của Pháp. Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia với năm giáo sư y dược hàng đầu của Bộ Y tế nghiệp thu. Kết quả, hoạt huyết nhất nhất hiệu quả vượt trội Ginkgo Biloba nổi tiếng của Pháp trong điều trị mất ngủ, chóng mặt, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay.